Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Quý vị đã biết thì anh em đang tập kết vật liệu để đổ nốt cái phần đường từ đây lên trên kia. Anh em cũng trên kênh thì cũng được sự ủng hộ của quý mạnh thường quân trong nước cũng như là ngoài nước, được các vị ủng hộ rất là tuyệt vời. Anh em cùng với bà con xin chân thành cảm ơn các bác, các bà đã ủng hộ giúp cho bà con thôn Lộng Biếu. Đấy, hôm trước thì anh em cũng có mạo muội là kêu gọi thêm để giúp đỡ cho bà con thôn Lộng Biếu thì cũng được sự giúp đỡ, nên là anh em có thêm kinh phí để mua vật liệu cũng như là mua xi măng, cát sỏi để tiếp tục là đổ tuyến đường này. Hôm qua thì anh em vào thêm sỏi với lại cát để đổ bớt ở trên kia, bởi vì cái chỗ này nó chật quá. Đây ngoài này thì cái nương quế của bà con, phía trong này thì tả ly, anh em đổ vật liệu tít trên chỗ cái đầu cống kìa. Đấy, hôm nay là vào thêm một xe cát và một xe sỏi nữa, một xe cát, một xe sỏi và một xe xi thì anh em lấy thêm 10 tấn xi nữa, nhưng mà giờ thì chắc là xếp ở chỗ trên cái cống này khoảng 5 tấn thôi. Còn 5 tấn chắc anh em phải để lên cái trên nhà văn hóa. Đấy, chỗ đổ nốt chỗ này là anh em sẽ chuyển cái bồn trộn này lên phía trên cái đầu cống, đầu dưới, trên cái đỉnh dốc này, vì chỗ này là đổ đến đây rồi, nó còn một ít đá, một ít sỏi này thì đổ nốt, chắc nó ra được đến đây thì hết cái đống này, còn từ đây lên kia thì anh em phải dùng tắc tơ chở xuống. Đường nó nhỏ, nó chật quá, nó không có bãi, với lại nó dốc quá. Anh em tập kết cũng phải tính toán cái chỗ nào mình đổ được và tập kết được vật liệu. Còn lại còn ở trên đồi thật, nhưng mà nước ở cái chỗ mà anh em đang thực hiện cái đường này là nước cũng rất là khó, bởi vì ở đây không có bà con, không có hộ dân nào. Đấy, chỉ có tít trên đầu trên kia qua ủy ban đi, quên, qua nhà văn hóa đi thì mới trên đấy mới có nhà thì mới có nước. Anh em chắc là lên đấy để kéo nước ở trên kia xuống để trộn bê tông. Còn phía nước bên này thì lấy ở cái ao đằng này, nhưng mà lên trên đấy nó cao nên là không kéo ngược được. Đấy, chỗ này nó vào cua nên là anh em cho chỗ này là rộng đường ra thêm một chút nữa để tránh vào cua, tránh nhau cho nó dễ. Này chắc sợ thừa sỏi tí phải trở lên. Của chân trồng trước cơ. Đây đấy. Mà đây đấy. Của trồng trước lên là ông nội đấy. Ông ngoại đã. Ấy, anh em của Tem Tiếng Gọi Vùng Cao nói rất là nhiệt tình và rất là mệt mỏi rồi. Nếu mà các mạnh thường quân mà xem được thì nhớ ủng hộ kênh nhá. Ủng hộ giúp đỡ kênh Tiếng Gọi Vùng Cao cũng như là bà con làm cái đường này nhá. Hỗ trợ bà con làm cái đường này nhá.
trên đấy không tránh được. Cứ cào vào đường ấy, cào vào sát đấy. Bắt quán vào đi. Quán nó bắt quán. Để gọi cả an ninh về các cả em lên cưới hộ đấy. Cô phải bóc nó ra xong cô mới kéo lên cơ. Đấy xong hất đất hết vào mặt đường.
quan trọng đi ngáp đi ngáp thử thử không có thử thử quá nó đâu không được khen ấy. Phía dưới kia thì anh em cùng một nhóm bà con ở dưới kia để ép cốt pha và trộn bê tông đợi. Mình thì lên đây cùng bà con để xúc cát lên xe. Cát đấy hôm qua thì xe đổ dưới kia một nửa thì đã dùng gần hết rồi. Nên là phải xúc thêm một xe cát ở trên này nữa. Chiều nay thì xe có xe đá này, xe cát này và một xe xi 10 tấn nữa sẽ vào cậu. Đóng này xong là mới hết nhỉ? Đừng đóng là xong rồi xúc tiếp. Chưa quay phim được. Chắc được rồi đấy, xong rồi mọi người gom cát này vào một đống ở giữa này nhé. Xong rồi xuống dưới làm thôi. Đây di chuyển lên đây thì xe xi của anh em sáng nay vừa gọi là 10 tấn. Mãi đến giờ này mới lên được đến đây. Chắc là sẽ hạ xuống đây 5 tấn xong rồi còn lại 5 tấn thì sẽ để ở trên hội trường thôn chỗ mọi khi anh em hay để được. 10 tấn này tương đương với là 200 bao. Này các chị này, chưa có chị em chưa có khẩu trang hay là lấy khẩu trang. Bảo chị em thôi. Đây cháu, cháu có. Có chưa? Con thua đâu. Khẩu trang về thì. Ở đâu đâu cho em cái này. Cái này nghe cảm giác khó thở. Quan thiếu ai thì vào nhà. Mặn cũng dễ phô. Tắt con ôm như ta. Mà có mèo bảo này chứ ơi. Mà cái tài hả? Mà hành chứ. Em có mèo này hay có mèo bảo hay ổ. Đó là thông cái mèo. Muốn xếp lỗ tại ổ. Xếp y hàng. Xếp hàng này cũng. Cái này cũng tốt chứ.
Này, này, này. Ôi. Khẩu trang đẹp. Khẩu trang này kéo nhẹ nó đứt luôn. Sáu. Đều có đủ không Tiến ơi? Xe cũng được mà cần gì phải tí. Đấy đủ 100 bao ở dưới này thì lấy bạt che luôn. Bạt dài che hai lớp chị ạ. Còn 100 bao thì sẽ để lên trên kia hạ. Lấy đá chèn hết xung quanh nhá. Anh em sẽ cho đổ xuống để bà con bốc cho nhanh. Thôi quá. Thôi. Gần đến tấm rồi. Đổ đi anh ơi.
Đây, anh em đang cộng sổ với anh lái xe vật liệu từ hôm qua đến hôm nay tổng là bao nhiêu anh? 26 triệu 960 nghìn. Hôm nay anh chở cho một phi dầu 230 mấy lít đấy. Cái phi đấy hơn 200 lít đấy. 483 23 triệu 2 này. Với lại 100. Ừ nhỉ. Em lại cộng có 15 triệu chứ thế nào. Thế bây giờ em cộng thêm 500 nữa trở thành 900 à. Đây đây. Thank you.
Đập nữa. Vào đâu? Bên kia là mắc kia kìa. Mắc đấy đâu. Chống bên này chống gáy này, nó chống cái này một thiệt lắm. Đúng rồi. Mày nhúng cái hàng xẻ được đi vào được không? Kéo thế không vào được đâu. Chẳng phải đắm vào đây.
Thank you.
đây. Thank you.
xe của tao đó.